Bà xin chào các bạn và các cháu. Hôm nay bà lại kể cho các bạn nghe những câu chuyện có tựa là Ăn Trầu Ngắt Đuôi. Thuở ấy, ở xóm nọ có chàng thanh niên và cô thiếu nữ rất xứng đôi vừa lứa. Cha mẹ của đôi bên đều bằng lòng kết tình thông gia, nhưng chưa nói cho con mình biết. Vì quá yêu nhau, hằng đêm cô thiếu nữ lén mở cửa phòng, rước cậu trai vào từ từ tình tự. Mãi đến gà gáy hừng đông, cậu trai mới ra về. Cứ như vậy, và ngày qua tháng lại. Một buổi nọ trước khi về, cậu trai ao ước được ăn một miếng trầu. Nhìn trong khay thấy hết trầu, cô thiếu nữ liền chạy ra vườn hái, đem vô, tiêm vôi mời chàng, dè đâu miếng trầu nhai chưa dập. Chàng nọ ngã lăn trào đờm rồi chết, quản hồn. Nàng tri hô lên, quan chạy lại khám xét tử thi, thấy nhiều đốm đỏ loang khắp mình. Thế là cô bị nọ bị bắt giam để xét hỏi về tội bỏ thuốc độc giết người. Cô cứ một mực kêu oan, cuộc tra tấn kéo dài, lần lần cô trở nên ốm o gầy mòn gần chết trong ngục. Mai sau có một ông quan án đi qua, quan án hỏi cô đầu đuôi tự sự như thế nào, mi phải khai rõ. Cô nọ nói sự thật, nghe xong vị quan suy nghĩ gật đầu. Ông đi ra ngoài vườn xem kỹ từng lá trầu trên nọc. Ông nhìn thấy mấy lá ở sát gốc đều dính một chất gì đó nhớt ngay chót đuôi lá, giống như là con ốc, con sên bò qua nhả nước miếng, nhưng không thấy con ốc, con sên nào cả. Ông quá tức trí, ra lệnh đào nước, đào dưới đây, dưới đất ngay nọc trầu. Ra lệnh đào dưới đất ngay nọc trầu, đào thật sâu, bỗng nghe tiếng khò khè, rõ rằng ràng là một con thuồng luồn nằm quanh trong hang. Dân chúng chạy tứ tán. Ông quan nói con thuồng luồn này hàng đêm lén bò lên mặt đất để kiếm nước uống, vì quá khát nước. Nó phải liếm lấy mấy giọt sương đọng ở chót đuôi mấy lá trầu gần mặt đất. Nọc con thuồng luồn dính lại trên lá nên chết người. Cô gái này bị hàm oan, chòm sớm nhìn nhận lời vị quan nọ là chí lý tài trí cho bao công thuở trước. Từ đó về sau, trước khi tiêm trầu, ai nấy đều ngắt chót đuôi lá vì sợ nọc con thuồng luồn. Bây giờ giống thuồng luồn không còn nữa, nhưng thói quen của con người hãy còn. Câu chuyện bà kể đến đây đã hết rồi. Bà xin chào tạm biệt các bạn và các cháu. Bà xin hẹn gặp lại.